Hải có người bảo lãnh thứ nhất là bác Nguyễn Thanh Hoạt và người bảo lãnh thứ hai là Nguyễn Thị Hà. Bác Nguyễn Thanh Hoạt có số chứng minh thư 180856746 cấp ngày 20 tháng 9 năm 2011 do Công an tỉnh Nghệ An cấp, đúng không ạ? À, Nguyễn Thị Hà có số chứng minh thư là 186271366 do Công an tỉnh Nghệ An cấp, nhưng mà đây không ghi rõ ngày, bổ sung ngày nhé. Xin hỏi bác Nguyễn Thanh Hoạt và Nguyễn Thị Hà hiện nay là quan hệ như thế nào với lao động Nguyễn Thanh Hải ạ? Tôi là bố đẻ của Nguyễn Thanh Hải. Là bố đẻ? Bố đẻ. Còn Hà? Hà là em ruột. À, em ruột. Hải đã có vợ chưa? Em có vợ rồi. Vợ tên là gì? Nguyễn Thị Thu. Vợ chồng có đăng ký kết hôn không? Có. Hiện nay còn chung sống với nhau không? Có. Thì Nguyễn Thị Thu là vợ hợp pháp của Hải. Thị Thu có đồng ý cho Hải đi Đài Loan lao động xuất khẩu không? Xin hỏi bác Nguyễn Thanh Hoạt và em Nguyễn Thị Hà, bác là bố đẻ hợp pháp và là người đại diện gia đình, còn em Hà là em gái ruột. Bác và em có đồng ý cho con trai bác và là anh trai Hải đi Đài Loan lao động xuất khẩu không? Có. Để đi lao động xuất khẩu Đài Loan thì Hải phải đóng cái phí xuất cảnh cho công ty Việt Hà là bao nhiêu tiền? 4.000 đô la Mỹ. 4.000 đô la Mỹ. Ngoài 4.000 đô la Mỹ ra phải đóng gì khác không? Bác Nguyễn Thanh Hoạt và em Nguyễn Thị Hà là bố đẻ em gái ruột hợp pháp và là người bảo lãnh hợp pháp cho Nguyễn Thanh Hải. Xin hỏi là hai bố con có đồng ý cho anh trai và con trai ruột của bác đi Đài Loan không? Để đi, bác là bố đẻ hợp pháp, là người bảo lãnh hợp pháp đấy. Một, và Hà là bảo lãnh hợp pháp hai. Đã hiểu rõ trách nhiệm dân sự của mình về tư cách người bảo lãnh được quy định ở điều 35 nghị định 95 của Thủ tướng Chính phủ chưa? Bác và em có đồng ý không? Có ai ép buộc gì nhà gia đình nhà mình không? Tự nguyện, đúng không ạ? Tại thời điểm hiện tại này, sức khỏe và tinh thần của ba người có bình thường và minh mẫn không? Xin cảm ơn, xong rồi ạ.